toàn thể các đồng chí đang tiến vào lễ đài là hai xe trở về trên đường đối thoại Cầm Dương có tầm bắn lên tới 150 km, tốc độ bay gấp 2.5 lần, vận tốc âm thanh, thời gian phân thẳng phóng 45 giây, với độ chính xác cao và có thể tác chiến trong điều kiện thời tiết và địa hình khác nhau, thích hợp với điều kiện tác chiến biển đảo. Lên tới 130 km, với tốc độ bay hành trình lên tới 300 m/s, có khả năng tiến công tiêu diệt nhóm tàu mặt nước chiến đấu của địch với xác suất trúng đích cao. Tiếp theo là hai xe chở tên lửa tàu ngầm. Đây là loại tên lửa được trang bị cho tàu ngầm để tấn công các mục tiêu trên bờ, trên biển, có tầm bắn lên tới 300 km. Tên lửa được phóng lên từ dưới nước, có khả năng tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu của một cách chính xác. Mục tiêu trên biển, bảo vệ được một vùng biển rộng lớn, đẩy lùi mối nguy hiểm của tàu mặt nước, tàu ngầm đối phương, bảo vệ vững chắc thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Thưa toàn thể các đồng chí, đang tiến vào lễ đài là với pháo binh hải quân, bắt đầu là pháo 152, tốc độ hành quân tối đa là 60 km/h, tốc độ bắn 5-6 phát/phút, tầm bắn xa nhất là 20.470 m. Pháo 152 có khả năng chuyển thế từ hành quân sang chiến đấu chỉ từ 3-5 phút, tiêu diệt tàu mặt nước, tàu đổ bộ địch, bảo vệ vững chắc bờ biển đảo của tổ quốc. Nhiều loại đạn với tầm bắn xa tới 27.400 m. Pháo
130 có khả năng linh hoạt chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trên bờ, trên đảo, tiêu diệt tàu mặt nước, tàu đổ bộ của địch trong mọi tình huống. Từ hành quân sang chiến đấu là 2.5 phút, tốc độ bắn từ 6 đến 8 phát trên phút, diện tích sát thương từ 310 đến 800 m², hiệu lực xuất phát là 100 ly. Đây cũng là loại pháo nòng dài với tốc độ bắn 15 đến 20 phát trên phút. Tầm bắn xa nhất là 12.650 m. Pháo 85 có tính năng tiêu diệt, chế áp xe tăng, xe cơ giới, tàu thuyền đổ bộ, phá hỏng chướng ngại vật và các mục tiêu khác. Pháo 85 được trang bị cho các lực lượng phòng thủ bờ biển đảo. Đầu bộ và các tốc sự kiên cố của đối phương. Đang tiến vào đất đài là pháo phòng không 37. Đây là loại pháo tự động chống lại phản lực của các loại máy bay bay thấp, máy bay bổ nhào. Trong trường hợp khẩn cấp, pháo có thể bắn thẳng trực tiếp vào mục tiêu trên bộ, trên biển. Hệ thống nạp đạn tự động cho phép tốc độ bắn lên tới 180 viên trên phút. Pháo 37 được trang bị cho các lực lượng phòng thủ đảo, bảo vệ căn cứ, khu neo đầu tàu thuyền hải quân. Pháo binh hải quân là một trong những ngoại lực quan trọng và là lực lượng được thành lập sớm trong các thành phần đơn vị chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống những cứu quốc vĩ đại của dân tộc. Pháo binh hải quân đã hiệp đồng với các lực lượng tổ chức nhiều trận đánh, chi viện hỏa lực, tiêu diệt tàu chiến Mỹ, Ngụy, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn Việt Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng pháo binh luôn nâng cao truyền thống, chân đồng quay sắt, đánh đòn bắn trúng, không ngừng học tập và vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm cùng các lực lượng của quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm độc địa thiêng liêng của tổ quốc. Thưa toàn thể các đồng chí, đang tiến vào đất này là khối các xe tăng thiết sắt, rất đầu khối là xe trinh sát cơ giới BM2. Đây là loại xe thể hiện tính di chuyển tốt cả trên bộ và bơi nước, do đó có tính việt giã rất cao. Súng 14mm, súng máy 7mm, các phong công và các trang bị khác như máy đo phóng xạ, hồng ngoại, máy xét đường sẽ có thể vừa cơ động vừa tác chiến với hiệu quả cao, thiết kế giống như thuyền, giúp khả năng tăng nổi nước và làm sạch hướng bắn của đối phương. Tiếp theo là xe hải quân đánh bộ cơ giới BTR-60PT, là loại xe chiến đấu với ưu thế di chuyển tốt cả trên bộ và dưới nước, do đó có tính việt giã rất cao. Xe cũng được trang bị súng 14mm và súng máy 7mm32 lắp song song. Mỗi bên xe có đặt 3 lỗ trô mai để chiến đấu từ bên trong. Đang tiến vào đất đài là xe tăng PT-76, là loại xe có khả năng cơ động trên mọi địa hình, đặc biệt là tác chiến trên cạn và bơi dưới nước với tốc độ 44 km/h trên cạn
và 10,2 km/h trên quân sĩ nước. Nên xe có tính việt giã rất cao, vừa phát động vừa tác chiến hiệu quả. Xe được trang bị pháo 76-02 và súng máy 76-02 cùng với loại vũ khí trang bị khác. Tiếp theo sau là pháo tự hành Su 100. Đây là loại pháo có khả năng bắn tiêu diệt các loại phương tiện đổ bộ, xe tăng, pháo tự hành và các mục tiêu bằng thép, phá hủy các công sự kiên cố, công sự đất và công sự giã chiến khác, chế áp và tiêu diệt các cục pháo binh, tiêu diệt các đảo tiêu lực và các ổ hỏa lực bộ binh với tốc độ lớn nhất đạt 60 km/h, có uy lực, khả năng bắn chính xác khi dừng bắn cũng như khi hành tiến. Chính vì vậy, Su 100 đã trở thành vũ khí có hiệu quả của đơn vị xe tăng và các đơn vị binh chủng tổng thành. Tiếp đến là xe PTS, là loại xe đội nước chuyên dụng đặc chủng hạng trung, được thiết kế chở người và phương tiện dưới 10 tấn, vượt các chướng ngại vật như sông, suối, hồ nước lớn. Tốc độ hành quân tối đa là 40 km/h khi trên bộ và 11 km/h khi dưới nước. Do được trang bị động cơ mạnh mẽ nên khả năng diệt giã của xe PTS khá tốt, có thể hoạt động trên nhiều loại hình phức tạp. Xe được trang bị đèn hùng ngoại và các trang thiết bị khác để phục vụ cơ động tốt nhất khi bơi biển. Kính thưa các đồng chí, ngay lúc này đây, các máy bay của Không quân Hải quân gồm THC-6, K-28, EC-225 đang nghi cánh chào mừng trên bầu trời quân cảng. Dẫn đầu là hai máy bay THC-6, đây là loại hình phi cơ có tính năng trinh sát, phát hiện mục tiêu từ xa, có khả năng cơ động cao, khả năng bay liên tục 8 đến 13 tiếng, cất và hạ cánh trên mặt đất với thời gian lên nhất, có khả năng chở được 18 tàu đội với đầy đủ trang bị chiến đấu. Máy bay được trang bị các đạn quan sát kỳ vị 400 km, quay nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đây là THC-6 và tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển rất hiệu quả. Tiếp theo là máy bay EC-225, đây là loại máy bay trực thăng thế hệ 3, bay biệt tầm xa hiện đại nhất hiện nay, các nhiệm vụ thực hiện các chuyến bay trên cơ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên các biển, quan sát và chỉ định mục tiêu. Tuyến bay là 850 km, tốc độ bay từ 250 đến 350 km/h, độ cao tối đa là 4.900 m, thời gian bay liên tục là 4 giờ 30 phút, trọng lượng cất cánh là 11 tấn, được trang bị hệ thống dẫn đường tự động lái, chịu được thời tiết xấu, có tính cơ động nhanh. Kính thưa các thủ trưởng, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các đồng chí, trải qua 60 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự thương yêu đùm bọc giúp đỡ của nhân dân cả nước, nhất là nhân dân các tỉnh thành ven biển và sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị bạn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phấn đấu liên tục bền bỉ, không ngừng phát triển, giữ vững và nâng cao bản sắc cách mạng, giá trị đạo đức